Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi thấm thía câu nói Cái gì liên quan đến người cũ đều đau thương Trước đây tôi cho rằng câu nói đấy hơi sai Bởi trải qua mấy mối tình tôi đều quên hết sau vài tháng Nhưng giờ thì một trong số hội bạn trai cũ Lại khiến tôi nhớ tới già Chỉ vì một món quà mà tôi vứt xó Nếu tôi không nhầm thì học quải Được gửi tặng cho tôi vào dịp Valentine cách đây 3 năm Từ Phong, cậu bạn trai ngắn hạn nhất Chúng tôi chỉ yêu nhau vỏn vẹn 4 tháng Vì tôi phát hiện ra Anh chàng hiền lành đeo kính đấy không chỉ xui xẻo mà còn tán một lúc ba cô. Nhớ mỗi lần đi đét với Phong tôi không đứt dép, thủng xăm, rách váy thì dẫm phải cờ ức. Có chê thì cũng có khen. Công nhận là Phong khéo, rất dẻo miệng, vô cùng giỏi lấy lòng con gái. Thế nhưng cây kim trong bọc làm gì có chuyện mãi mãi không lòi ra. Ngay sau khi nhận được hộp quà lễ tình nhân thì tôi quẳng luôn vào xó, dán nhãn quá khứ cùng bạn trai lăng nhăng Trong hộp quà là một bức tượng gấu bia cực xanh điệu rất đúng với sở thích sưu tầm đồ đi kho của tôi. Nhưng tiếc là Phong gửi ba con gấu cho cả ba cô người yêu cùng một lúc. Sau khi phát hiện ra, tôi tính đập nó đi, mà tiếc nên lại thôi. Cái hộp gấu nằm trong góc nhà kho tầng 1, ngay cạnh phòng của cô giúp việc. Bắn đi hơn năm, tự dưng hôm nay tôi cần tìm mấy cuốn sách cũ, nên vào kho bới bới. Nhìn thấy chiếc hộp sang chảnh màu đen, tôi cầm nó lên và mở ra xem. Kỷ niệm cũ chả có mấy, nhưng công nhận con gấu ấy đẹp thật, đang ngồi mân mê. Bỗng dưng tôi sợ thấy dưới đáy con gấu có gì đó lạ lạ. Vô tình bấm vào cái nút nhỏ giữa đáy, không ngờ lại bật ra một ngăn bí mật. Bao năm tôi mới biết trong ruột bức tượng rỗng có ngăn bí mật này. Và càng kinh ngạc hơn khi ngăn bí mật đó lại đựng một cuộn tiền toàn tờ 500, 200 với 100 nghìn cuốn chặt nơm cứ như là ống heo mini ấy. Ngồi đếm xong tay tôi rung lên vì tổng số tiền lên đến hơn 8 triệu tiêm tôi đập liên hồi vì sướng, không ngờ bạn trai cũ lại tặng mình món quà xa xỉ đến vậy, thật quá là có tâm rồi. thế mà tôi còn định vứt đi cơ đấy. trong cơn sung sướng không kiềm chế nổi vì món tiền rơi từ trên trời xuống, tôi chạy ra ngoài khoe mẹ ngay lập tức, nhìn tập tiền trên tay con gái, kèm theo lời hứa tối nay bao shopping, mẹ tôi cũng cười vui hết cỡ. hai mẹ con cao hứng kéo nhau dọn lại nhà kho, rồi bới cả thùng quần áo cũ lên nữa. Không ngờ mẹ lại móc thêm được mấy trăm nghìn trong mối áo khoác thủng của bố. Quả là một ngày hạnh phúc với mẹ con chúng tôi. Đang vui thì bố về. Tưởng nay bố đóng cửa hàng sớm, nên mẹ con tôi hớn hở rủ ông đi ăn tối ở ngoài. Bố liền hỏi, hai mẹ con trúng số rồi sao mà? Nay đòi ăn hẳn nhà hàng xịn vậy? Tôi nhanh nhỏ khoe, cọc tiền tìm thấy trong con gấu và cả mấy tờ xanh xanh bỏ quên trong đồ cũ của bố. Không quên uống éo lắc lư với số kho báu đấy. Tưởng bố gật đầu hưởng ứng ngay vì bình thường ông muốn đi ăn bắt phở ở ngoài cũng phải xin mẹ không ngờ mặt ông thấy mét tim loạn chân rung cái xe máy điện nhẹ hiều trên tay bố nghiêng ngã suýt đổ vào gốc cây tôi vội vã chạy ra đỡ tưởng đâu bố tụt huyết áp mẹ cũng giật mình mắng bố tội thức khuya ăn ít nên thiếu chất ảnh hưởng sức khỏe nên vội vào nhà pha cho bố cốc trà đường gừng bất ngờ bố gạt tay tôi ra khá mạnh tuyên bố thẳng thừng tao không thèm ăn ô lạ chưa nay có cơ hội ăn ngon mà bố lại từ chối ông đi thẳng vào trong phòng nằm trùm chăn kín đầu không cả thèm thay đồ Tôi mang nước vào hỏi hang Liền bị quát đuổi ra ngoài Không hiểu vì sao bố tức giận Nên tôi hơi sợ Mẹ cũng thắc mắc Nên bảo để yên bà xử lý Bao năm chung sống bố mẹ rất hiểu nhau Tôi nhúng vai nghĩ mẹ chắc chắn sẽ biết cách giữ nhà cửa yên bình Nhưng rồi tôi đã sai Chỉ 5 phút sau mẹ đùng đùng đá cửa từ trong phòng đi ra Một đốm lửa giờ bùng luôn thành đám cháy Trong đầu tôi tháng qua ý nghĩ Gọi anh trai về ngay để dập lửa Nhưng mồm nhanh hơn não Tôi buộc miệng hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra Mẹ biết ngay là chá bao giờ có tiền trên trời rơi xuống Cái đống mày lôi ra từ con gấu Cha là quỷ đen của bố mày đấy Giỏi thật Không biết âm mưu gì á. mà tích cớp tài sản nhiều vậy Hay là nuôi gà qué bên ngoài Nên mới phải giấu kỹ như vậy Bố tôi ấm ức từ trong phòng nói vọng ra Bà bốc lột hết tiền của tôi Nên tôi mới phải giấu đi Tiền của mình mà suốt ngày phải đi xin lại Bà không thấy phận làm chồng quá khổ hả Dĩ nhiên mẹ tôi bình thản đáp Không thấy gì cả Mẹ vặn ngược lại bố hỏi ông Thế ông nói tôi nghe tiền điện nước chợ búa tiền mua sắm quần áo mới tiền từng chai dầu gội sữa tắm nước hoa ông xịt đi chơi tiền cúng dỗ tiền phụng dưỡng ông bà nội ông bà ngoại hai bên hàng tháng là ai sắp xếp tính toán rồi mẹ hỏi đưa hết cho bố thì bố có biết tiết kiệm để xây được cái nhà như hiện tại hay không bố tôi nín thinh không trả lời nghe tình hình căng thẳng nên tôi nhào vô can cơ mà cái mặt tôi lại khiến mẹ cấu thêm lần nữa bà quay sang đòi cọc tiền trong con gấu phong tặng vì cho rằng đấy là tiền của mẹ quỷ đen của bố mày thì cũng là túi của mẹ mà ra, trả lại tiền cho mẹ. Tôi tiếc nên dĩ nhiên không muốn trả, ai tìm thấy thì là của người đấy chứ trời. Quay qua quay lại một hồi, cả nhà tôi cãi nhau um sùm. Người yêu với trả người đương, chia tay rồi vẫn gieo oan rắc họa, làm gia đình người ta lục đục. Giờ tôi đang trốn trên phòng và chỉ nghĩ đến chuyện cầm quỷ đen của bố, đi mua cái túi mà tôi thích suốt mấy tháng này. Làm vậy thì tình bố con có được bình lâu không ta? Hay là Tôi nên trả bố một nửa cho đỡ cắn rứt lương tâm đi ta. Chồng mình cứ bàn lùi mãi, bảo nó cho bố đi ăn lấy sức đã, khó lắm nó mới quên chuyện xưa anh hùng. Khổ cái đêm đấy giữa tháng, trăng cũng tròn, gần ngủ rồi tự nhiên nó bật dậy. Bố ơi, bố không phải Batman đúng không ạ? À? Chồng mình tưởng được tha kiếp nạn bay lượn gật ly lịa. Đúng đúng, bố chỉ là bố của con thôi. Ai ngờ con lên tiếng, không phải. Bố là người sói mà, đêm trăng tròn rồi, bố hú đi chồng mình về kể trong đáng thương y như con cúng ước mưa vậy, cười ngớt luôn, khó khăn lắm mới qua được đêm đầu tiên. Đến ngày thứ hai, tranh thủ lúc nghỉ trưa mình gọi cho nó, thằng cu lại âm ý, mẹ ơi, bố đang tắm cùng cô xinh gái lắm, tắm đấy chứ không phải là bơi đâu, các cô bảo con gọi cô đấy là gì cơ, con không có thích gì ghẻ đâu, mẹ về với con đi. Nó vừa dứt lời chị đồng nghiệp của chồng mình đã vọng vào Bố nó đi tắm biển với mấy anh trong cơ quan rồi Mọi người trêu tí Cô cứ yên tâm công tác đi Thằng cu này đáo để thật Đấy, ôi con tôi, vắng bố cái là đặt điều cho chồng mình ngay à. Bạn nào mà chưa đi làm ấy thì thực ra văn hóa công ty, đặc biệt là các cơ quan nhà nước ở mình hay có mấy câu trêu hay nhạy cảm tí kiểu gọi gì đi con, với bố sắp lấy vợ mới rồi đấy chào gì ghẻ đi nào. Mình làm công ty nước ngoài quen rồi nên hồi đầu hơi sốc tí, nhưng mà sau cũng quen, mọi người cũng trêu trêu thôi chứ cũng không có ý gì đâu. Còn có ý gì thì tại chồng mình trước không nói nhiều. Chí có thằng cu nhà mình đặt điều cho bố nó là nhanh, chưa gì đã bảo bố tắm với gì, tắm thật á thì về mình cắt khỏi dùng. Mày có mấy chị ở công ty chồng trong con tiện thể luôn trong luôn thằng tép, con mình cũng ngoan, bố nó lại cho nó xem yêu từ bé cả ngày nên mấy ngày du lịch của hai bố con trộm vía cũng mượt mà, cho đến lúc về, hai bố con nó về nhà trước mình một hôm. Mình chết cam xem hai ông ở nhà chăm nhau kiểu gì, ăn uống thế nào thì thấy uh, cu bố vừa mở cửa cu con đã gào lên khóc cho con đến nhà đẹp có giường êm với cửa to cơ còn có nhiều cô xinh gái nhà này xấu lắm còn nóng mẹ này cũng ghê lắm con muốn đến nhà kia cơ mình chưa kịp gọi cho chồng Anh đã gọi mình trước Vừa nói máy ấm ức tuôn một tràng Vợ ơi cứu anh với Thằng Tép nói đòi anh phải cổng nó bay từ tầng 16 lướt ra mặt biển như Batman Sao em lại nói với nó bố là siêu nhân Đã thế nó còn đặt điều anh tắm cùng gái nữa Anh tắm biển đấy em đừng có tin nó nha Nhưng kinh khủng nhất là đi chơi về Nó nhất định không chịu vào nhà Nó chê nhà này xấu Nóng với chê em ghê gớm không được như các cô xinh gái Vợ về giải cứu anh và dạy lại thằng Tép nha Bình thường em đã trải qua như nào vậy Anh nhớ em quá con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, nhưng mà chưa kịp bật điều hòa thằng tép đã gào lên rồi. hôm đầu còn đòi mẹ về, vì sợ gì ghẻ thế, mà hôm nay đã mong chờ các cô xinh gái chứ không phải là mẹ nó. nghe chồng than thở, mình chỉ buồn cười bảo anh tắt máy, xong nói vọng qua cam. tép thích cô nào, bảo bố để tí bố đưa qua. mẹ với bố nặng em bé khác nha. nghe thế thằng cô im bặt, xong giả vờ không nghe thấy kéo tay bố nó. bố ơi con đói lắm, bố nấu mì cho con ăn đi con yêu bố lắm, con không đòi bố cổng con bay nữa đâu ai chà đổi giọng nhanh thật mai mình về thằng tép cứ đợi đấy anh tưởng con gái mình yêu con gái nên mới tìm hiểu tại nó ế lâu quá nên anh mới đâm ra làm vậy chứ anh cưới em có con to như này rồi còn bị nghi ngờ nữa là sao vậy oan uổng cho chồng quá sao bố mẹ hai bên còn nghi ngờ con luôn vậy đây là lời nói bất lực của bố tôi khi bị gia đình hai bên hỏi chuyện Trước lời nói của bố, nhân vật được nhắc đến như tôi, nằm không cũng dính đạn đang bối rối và không biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện là năm nay tôi đã 29 tuổi. Với độ tuổi gần như 30 này chắc không ít thì nhiều cô gái nào cũng áp lực về chuyện cưới chồng sinh con. Và tất nhiên trừ tôi, khổ nổi với cái đứa chỉ biết lao vào công việc không mạnh đến sức khỏe như tôi thì chuyện tình yêu nó không quan trọng trong cuộc sống của tôi cho lắm. Dù bạn bè đã đẻ hai lứa, bố mẹ có nâng tiền thưởng lên nhưng mà tôi vẫn không hề có sự lung lay. Đã vậy còn tuyên bố luôn, con đưa tiền thưởng gấp đôi, à không, gấp ba lần cho bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ đừng có hối con nữa, con kiếm tiền đưa cho bố mẹ là được mà. Bố mẹ tôi nghe xong, vừa bất lực, vừa ngậm ngùi nhận tiền. Nói chung là bố mẹ không có ưng, nhưng mà vật chất vẫn quyết định ý thức, nói được, làm được. Bố mẹ không còn nhắc nhở hay dục tôi phải cưới chồng nữa. Trong nhà được bố tôi hiền lành dễ nói chuyện với tôi nhất. Thế là lúc nào thấy tôi buổi tối trong phòng một mình, bố mới tâm tình thủ thủy. Bố là bố không có ép đâu, bố chỉ hỏi là sao con không muốn yêu đương, có nỗi khổ gì không? Nói cho bố có gì bố mẹ hiểu cho, tôi nghe thì khó hiểu nói, con đâu có nỗi khổ gì đâu, chỉ là con chưa thấy lợi ích của việc yêu đương, với lại nói chuyện với mấy người con chả ưng, hay có cảm xúc với anh nào hết, bố mẹ cứ yên tâm mà hưởng già, cần gì đâu mà con trễ, con gái kiếm nhiều tiền mà. Bố mẹ xong chắc biết con ngồi lại cũng không nói được gì, đành ngậm ngùi đi ra, sau tối tâm sự đó tôi cảm thấy bố tôi có những hành động rất lạ, kèm những câu hỏi lạ không kém. Tối tôi đi chơi thì hỏi tôi đi chơi với bạn con gái à? Rồi bảo quanh tôi chơi có bao nhiêu bạn là con gái? Rồi nào là tôi thân với cô gái nào nhất? Thân lắm không? Lúc đấy tôi cũng chỉ thấy bình thường. Chỉ cần bố mẹ không nhắc tôi cưới chồng là mọi chuyện đều ổn hết đấy. Ai ngờ trong đầu bố tôi đã nghĩ sâu xa hơn, khiến tôi cũng bất ngờ. Hôm ấy đi làm về, mẹ tôi có kéo tôi lại một góc. Nhìn mẹ bồn chồn bí mật lắm, sau nghe chuyện thì tôi cũng ngỡ ngàng không kém. Mẹ vừa nói vừa mếu, mẹ phát hiện mấy bố con toàn tác tìm hiểu giới tính thứ ba, rồi tình yêu đồng giới nữa. Mà mẹ tra lịch sử là bố con tìm hiểu nhiều lắm, hơn một tuần nay rồi. Có khi nào bố con phát hiện ra bản thân là chưa nói hết mẹ đã ôm mặt khóc, tôi nghe cũng có chút sốc an ủi mẹ, nhưng không biết phải nói gì trong trường hợp này. Nghe nhiều tin tức cũng biết có nhiều người tìm được bản thân dù đã có vợ con. Tôi cũng hơi sợ bố tôi cũng như vậy. Thế thì không biết mẹ và tôi sẽ phải đối mặt như thế nào. Sau mấy ngày bàn bạc, tôi và mẹ quyết định nói với gia đình hai bên, qua nhà bàn bạc nói chuyện với bố. Dù gì nhìn bố tôi dạo này cũng suy tư, ăn uống cũng ít, Mẹ và tôi cũng không nở để bố tôi cứ thế mãi. Bố nghe nay đại gia đình họp chuyện quan trọng. Bố có hỏi chuyện gì thì tôi không có nói. Bảo là con không biết cho qua. Khi gia đình có mặt, ông bà nội mới nhìn bố tôi hỏi. Bố mẹ đã biết chuyện rồi, con có giấu giếm gì gia đình không? Bố tôi mới to mắt hỏi, ai ạ? À? Con á, con đâu có giấu gì đâu. Lúc này mẹ tôi mới méo máu nói, anh không cần giấu nữa. Em thấy hết trong máy anh rồi. Dạo này á, anh hay tìm hiểu về giới tính Rồi lá cờ nhiều màu kia Anh không cần phải trốn tránh Anh cứ nói thật Con và em sẽ cố gắng chấp nhận chuyện này Bố tôi nghe vậy thì đứng dậy Bật dậy thanh minh Oan quá Ra là bị hiểu lầm Có vợ con tầm này rồi vợ còn nghi ngờ anh nữa là sao Mọi người nhầm rồi Mấy cái đấy là con tìm hiểu cho con gái con Thấy nó không hứng thú với con trai Nên con nghi nó yêu con gái Thế là tìm hiểu để hiểu hơn về nó Có gì con cũng chấp nhận chứ nó ế quá con sợ nó nghĩ bố mẹ không hiểu nên không dám công khai cũng nên sao bố mẹ hai bên còn nghi ngờ con luôn vậy hả từ một đứa nghe chuyện nay lại là đối tượng chính khiến cho chuyện này gây ra sự hiểu lầm tôi nghe vậy thì đúng không biết nói gì ông bà hai bên bảo tôi con báo này do cháu mà bố cháu phải khổ như này đấy đã vậy còn khiến mẹ cháu khóc mấy hôm nay ông bà cũng suýt đau tim đây rồi nè ơ ờ kìa bố báo tôi quá rồi mới yên bình được mấy hôm mà giờ vậy đó Tôi bất lực bảo sau chuyện này sẽ mở lòng, bớt lao vào công việc một chút để ông bà bố mẹ yên tâm. Nghe tôi hứa ai nấy cũng gật đầu khen ngoan. Hiểu lầm đã được giải quyết, bố mẹ tôi liền mời cả nhà đi ăn. Mẹ tôi thì cười tít mắt ôm bố ca buổi. Tôi thì chuột lỗi nên trả tiền cho cả nhà, dù tôi không hiểu sao lại là tôi có lỗi. Thôi cả nhà vui thì tôi cũng vui đi. Hứa luôn năm sau 30 tuổi cưới chồng, không cưới được qua mời admin uống tà tử không biết mọi người nghĩ sao về việc đi đám cưới mà giật spotlight của cô dâu ha. Em vừa đám cưới hồi đầu tháng và cũng bị giật spotlight trong ngay chính ngày cưới của mình một cách trắng trợn. Vậy nên hôm nay em muốn kể cho mọi người về chuyện kiếp nạn đám cưới của em. Xin chào mọi người, em là Thúy. Vừa mới cưới xong nhưng giờ nghĩ lại ngày cưới em vẫn tức lắm. Mọi người cũng biết đám cưới nó quan trọng cỡ nào rồi đó. Em lên kế hoạch cho đám cưới trong mơ của mình từ ngay sau lúc anh chồng cầu hôn cơ. Em mong muốn đám cưới của mình phải diễn ra một cách suôn sẻ nhất, hoành tráng nhất. Thế là mọi thứ từ A đến Z trong đám cưới, em đều chuẩn bị một cách chu toàn. Từ loại hoa trang trí tiệc, đến cái khăn lót chén dĩa, những thứ nhỏ tí ti em cũng đều chuẩn bị chu toàn. Và điều làm nên một bữa tiệc cưới trở nên sang trọng thì theo em đó là nhờ Trescott nữa. Thế là em cũng chuẩn bị Trescott để tránh bị giật spotlight. Em đã để Trescott là không mặc màu trắng những tưởng sẽ có một bữa tiệc cưới như mơ bởi những chuẩn bị lo toan chu toàn nhưng không mọi người tất cả đều bị phá hỏng bởi nhỏ hơn bạn thân cũ của anh tuấn chồng mình ôi đám cưới của em diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi hân bước vào chẳng biết do hân bị mù màu hay mù chữ mà dù thiệp mời cưới đã ghi rõ Tress có rồi mà cô ả vẫn cố tình mặc đầm trắng Phải chi đầm trắng thôi thì còn đỡ tức Đằng này hơn mặc một chiếc đầm trắng dài quá chân Thêm nhiều lớp van xòe Đã thế đầm còn đính ngọc trai rồi kết hoa cầu kỳ Chưa kể hơn còn làm tóc đính ngọc trai các kiểu Ơ, à, thế là thế nào? Cô định làm cô dâu luôn hả? lúc hân bước vào thì em đen mặt ngay lập tức anh chồng em cũng xịt keo khi thấy cô ả ăn diện lố nhưng mà đám cưới là ngày vui cả hai cũng không tiện nói nhiều hay tỏ thái độ với khách thế là em và ảnh cũng cố gắng mỉm cười nhưng mà hân dường như vô tình hay cố ý không biết ý vừa gặp em đã bật cười nói bằng một cái giọng sặc mùi trà xanh luôn ui cô dâu đẹp thật đấy tuấn lớp trang điểm cầu kỳ thật chẳng như tao quẹt có tí son rồi đến đám cưới mày luôn đó Ôi vãi canh linh hồn, chắc hơn nghĩ không ai nhìn ra cả ký phấn mà cô ả trát lên mặt. À. Với cả cặp mi dày cợp được chuốt 7749 lớp đó, chắc cũng là mi tự nhiên của cô ta cả đấy. Eo ơi em nghe mà, ngứa hết cả tay. Chỉ muốn đá nhỏ trà xanh này ra cửa cho bỏ ghét, nhưng ngạc nổi khách khứa đông, lại là ngày cưới nên em cũng không muốn làm lớn chuyện thế là em vẫn nhịn, lát sau mấy cô chú họ hàng xa nhập tiệc thì ngớ người, vì bình thường mọi người vẫn mặc định cô dâu là người mặc váy trắng, đến lúc ngó vào thì thấy đến hai cô mặc áo trắng, thế là em nghe mọi người xì xầm không biết cô dâu là ai, thề luôn á mọi người ấm ức phải cái linh hồn Ôi, ngay trong ngày cưới mà phải chịu cảnh như vậy, em tuổi thân vô cùng. Nhưng mà cô Ả Hân vẫn vô tư lắc lư khắp bữa tiệc. Có người nhận làm cô ta là cô dâu, thì cô ta cười xòa đáp. Ôi, hồi xưa con với anh Tuấn chơi thân với nhau, xém tí nữa anh cưới con rồi đó. Nhưng ngạc nổi con phải đi du học, anh Tuấn đành phải bỏ cuộc thôi. Má nó chứ, một câu vô cùng chói tay và sặc mùi trà luôn. Mình tức điên lên, tính lao vô chửi, thì thấy anh Tuấn cản mình lại. Tưởng đâu anh bảo vệ nhỏ hơn, mình chực khóc rồi đó. Nhưng không, ảnh lao vô chửi thay mình, Ê bớt ảo tưởng dụm cái Ai bảo tao thích mày Ai bảo tao muốn cưới mày Nè nha Hôm nay là đám cưới của tao với Thúy Mày không tới chút phúc tụi tao thì biến hộ Ở đây không tiếp cái loại như mày Mày ăn diện như khi để giật spotlight vợ tao hả Đết có cửa đâu Nhìn mày như con kỳ nhông ấy. Mời mày về hộ không tiễn Hân nghe xong mặt như con tắc kè Lúc xanh lúc đỏ xong lại đen Cô ả tức quá chửi tục một tiếng rồi bỏ về luôn Anh chồng mình thì an ủi mình Sau đó lại xin lỗi mọi người ở bữa tiệc vì làm mất vui vậy là từ khi hân về đám cưới diễn ra suôn sẻ hơn hẳn giờ nhớ lại em vẫn còn cay nhỏ hơn nhưng sau khi về đợt đó nó bị anh chồng em lóc thẳng tay lại thêm một bài chửi trên phở bò thế là nhỏ cũng biến mất khỏi cuộc đời của em sẵn đây gửi đến mấy bạn muốn giật spotlight trong ngày cưới bỏ đi mà lập người các bạn ạ à. các bạn muốn mấy cỡ nào thì cũng chỉ là trò cười cho người khác thôi những ngày vừa qua mình cảm thấy cuộc sống thật sự là một giấc mộng kinh hoàng chào mọi người mình tên là trang hiện tại mình sống ở sài gòn cùng với chồng và hai cô con gái sinh đôi cuộc sống của mình khá tốt cho đến hồi cuối tháng năm vừa rồi do các cháu đã nghỉ hè mẹ chồng mình gọi điện thoại nói rằng muốn đưa các cháu lên nhà tôi ở một thời gian cho biết thế nào là phố phường mình biết chị gái của chồng mình lấy chồng ở quê quanh năm động án chẳng có thời gian để chăm con Xong vợ chồng mình cũng vẫn đi làm, nhà cửa chật chội, hai đứa con gái năm nay thi lên lớp 6, nên rất cần không gian yên tĩnh để học tập. Vì vậy mình không muốn nhận lời, nhưng mà chồng mình đã đón mẹ chồng và ba cháu trai về nhà mà không hề nói với mình câu nào. Nhà mình là một căn hộ chung cư rộng 63 mét vuông, phù hợp với gia đình cơ bản gồm cha, mẹ, hai con, bây giờ có thêm bốn người nữa. Thật sự là chật chội vô cùng. Mình trải nệm ở phòng khách cho ba cháu trai và mẹ chồng ngủ, nhưng mà mẹ chồng mình lại bảo, nhà này thật vô phúc, con dâu để phòng riêng cho con gái ở, bắt các cháu và mẹ chồng phải vật vờ nằm dưới đất, mình nghe mà tím mặt, đành đổi chỗ cho hai con gái ra phòng khách, mẹ chồng và ba cháu trai vào phòng ngủ, rõ khổ, hai đứa con khóc ầm lên, nói mình không thương tụi nó, mẹ chồng và ba cháu trai cũng gào lên là phòng quá chật chội. Mình muốn nói mẹ chồng đưa ba cháu trai về quê chơi cho rộng rãi, nhưng mà chồng mình đã lên tiếng trước, hay là mẹ với các cháu qua ngủ phòng của vợ chồng con đi, phòng đó rộng hơn. Mình không muốn người ngoài vào phòng riêng, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng. Nhưng mà chồng đã nói vậy rồi Mình mà phản đối thì sẽ thành trận cãi vã không đáng có Nên ngậm ngùi ở tạm phòng của hai con gái Đồ đạc của hai vợ chồng thì vẫn ở bên phòng cũ Nên sáng nào mình cũng phải lọ mọ qua phòng cũ Để lấy quần áo, trang điểm Rồi lấy giấy tờ Âm thanh sột xòa khiến mẹ chồng mình không ngủ được Bà trách mình tự tiện vào phòng lúc bà đang ngủ Đâu chỉ có vậy Mỗi sáng sớm mình và chồng phải dắt một đoàn Con nít ra đường đi ăn sáng Đông người quá, sáng sớm mình không nấu được Mọi người chỉ rõ vì thấy lạ còn mẹ chồng thì chê bai mình không biết nữ công gia chánh Buồn vô cùng Ba cháu trai đang tuổi mẫu giáo Gồm 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi Còn nhỏ chưa biết chữ Nên toàn phá dụng cụ học tập của con gái mình Mỗi lần đi làm về là mình thấy nhà cửa tứ tung Sách vở, bút chì, bút màu vân vân Tùm lum khắp nhà Đi làm đã mệt, lại còn phải dọn dẹp một mình Mẹ chồng thì lấy cớ bị đau lưng Không dọn nhà được Còn chồng thì vô tư Đi làm về là chạy đi đá banh đánh cầu lông với bạn bè Chẳng giúp vợ được cái gì Quá sức là mệt mỏi Sau một tháng mình đã phải nói với mẹ chồng Con đi làm vất vả Về nhà không đủ sức làm việc nhà Mẹ ở nhà giúp con nấu cơm Con cảm ơn mẹ rất nhiều Nhờ mỗi việc nấu cơm thôi mẹ chồng mình đã dãy nảy lên rằng Mẹ nhà quê không biết nấu nướng kiểu thành phố Đụng vào hư bếp Nấu không hợp khẩu vị là uổng phí đồ ăn Nói thế thì chịu rồi, mình thua mẹ chồng. Đành qua nói chuyện với chồng, nhưng mà chồng mình cũng kêu, việc nhà có mấy đâu, các cháu và mẹ cũng không ở đây lâu dài. Em chịu khó về sớm hơn tí, một thời gian nữa là như cũ thôi mà. Đi làm mà bảo về sớm hơn tí, khác nào bảo mình xin nghỉ việc đâu. Mình và chồng đã cãi nhau chí chóe về chuyện này. Đang cãi nhau dưới công viên thì con gái mình hớt hải chạy tới nói, mẹ ơi có chuyện rồi, em tích gây ra chuyện rồi. Tích là đứa con 5 tuổi của chị chồng, dù chưa biết chuyện gì nhưng mà nghe con nói mình hớt hải chạy theo con đến chỗ tít thì ra tít giật tóc đuôi sam của một bé gái hơn hai tuổi làm bé khóc mẹ bé la yêu cầu tít xin lỗi thì tít chửi tục luôn thấy cháu trai sai rành rành mình xin lỗi mẹ bé gái kia hứa đưa cháu về dạy dỗ trên đường về lại căn hộ chung cư mình mắng tít vài câu vậy mà về đến nhà tít nhào vô lòng mẹ chồng nói rằng mình bắt nạt nó mẹ chồng không cần biết ngô khoai gì mắng mình là thứ con dâu mất nết đến đứa cháu nhỏ cũng không tha mình mệt mỏi nhưng không muốn cãi lại vì mình nhận ra sẽ chẳng có ai bên vực mình. Ngày hôm sau mình đi làm về, lúc đi ngang qua bể bơi dành cho trẻ em thì thấy được cảnh nhiều người lớn đang xúm lại nên cũng tò mò dựng xe ở bãi tạm rồi đến coi. Ôi trời ơi, đứa cháu 3 tuổi tên Tèo đã túm bạn gái cùng tuổi nhấn đầu xuống bể bơi, khiến bé gái suýt nữa thì sặc chết. Mình thấy hành vi quá sức là côn đồ nên vừa bồi thường viện phí cho gia đình bé gái kia, vừa đánh vào mông của Tèo cho chừa tật nghịch ngu. Ai về chồng mình chạy vội đến Rồi kêu lên nhà Mẹ có chuyện nói Thì ra lúc mình đánh tèo Thì tiếp đã nhanh chân về nhà Gọi điện tố cáo mẹ đẻ Chị chồng mình biết tin con trai bị đánh Thì gọi điện thoại khóc lóc với mẹ chồng mình Thế là mẹ chồng gọi mình về tuyên bố Nhà anh chị có vất vả Mới nhờ đến nhà em chăm sóc cháu dùm Vậy mà được đứa em dâu không ra cái đết gì Không phải con cô nên cô đánh lúc nào cũng được hả Trang Cô nên coi lại nhân cách của mình đi Ngày mai tôi sẽ đưa các cháu về quê Đừng bao giờ mơ mộng tôi sẽ đặt chân vào nhà này thêm lần nào nữa chồng mình cũng giận dữ nói mình không hề yêu thương người thân của anh thế rồi tối đó anh đưa mọi người đi ăn nhà hàng để mình ở nhà một mình như kiểu trừng phạt hai đứa con gái thấy vô lý nên không chịu đi nhà hàng ở nhà với mình mình cảm thấy mình rất nhẫn nhịn cháu báo quá mình mới ra tay dạy dỗ đôi chút vậy mà cuối cùng lại bị cả nhà chồng quay lưng giờ mình không biết phải sống sao cho vừa lòng mọi người nữa Chuyện xấu của gia đình thì các cụ hay khuyên phải đóng cửa bảo nhau. Nhưng mà riêng trường hợp của cô con dâu nhà tôi thì tôi bó tay toàn tập. Nên mới lên đây tâm sự với mọi người. Để mọi người xem nhà tôi vô phúc thế nào mới chọn trúng với cô con dâu cực phẩm thế này vợ chồng tôi có hai con trai, các con đều đã lớn khôn và lập gia đình. con trai cả có điều kiện nên xin ở riêng, còn con trai út của tôi không được giỏi giang như anh, chỉ làm công nhân bình thường, vẫn sống cùng bố mẹ. vợ con có một sạp hàng nhỏ bán gạo ở chợ, thu nhập không cao, lại có hai con đang tuổi ăn tuổi học, nên vợ chồng con út có cuộc sống khá bấp bênh, ăn bữa nay chưa biết bữa mai. nhìn chung vợ chồng con út vất vả bấp bênh, nhưng được cai yêu thương nhau, thế nên tôi cũng mừng con dâu là người vui vẻ lạc quan ngoan ngoãn nhưng có một điều ở con dâu khiến tôi thực sự không thích đó là quá hồn nhiên và nói rất nhiều đến mức vô duyên sống cùng nhau nhiều năm tôi biết bản chất của con dâu là tốt bụng tuy nhiên tôi thật sự không chịu được sự vô ý vô tứ của con dù cho tôi đã nhắc nhở và bảo ban không ít lần không phải tự nhiên tôi nói vậy khi ăn cơm con dâu luôn khuấy động cả gia đình bằng những câu chuyện buôn bán thậm chí cải vả ở chợ con nói nhiều đến mức mà có lúc cơm bắn cả vào mặt bố mẹ chồng Rồi lại cười hà hà nói xin lỗi trước mức vệ sinh Thấy tôi nhăn mặt câu mày Con trai tôi phải bảo vợ trật tự ăn uống Con dâu mới thôi Có vài lần tôi dẫn bạn bè đến nhà chơi Vừa vào đến phòng khách cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi Chính là con dâu út đang nằm ngủ ở giữa ghế sofa Như thế thôi chưa đủ Còn ngủ gái rất là to Nước giải lăn dài trên má Chân thì dạng háng Cái áo hai dây thì trôi xuống tận bụng Trông không ra làm sao ngại quá tôi đành chống chế với các bạn rằng con dâu tôi bán hàng ở chợ mệt quá nên chắc ngủ quên chứ bình thường con không có như vậy tôi nhanh chóng gọi con dậy và mời bạn bè sang phòng khác chơi con dâu có sạp bán gạo ở chợ cách nhà xa thấy vợ phải đi sớm về khuya quãng đường thì xa con trai tôi muốn bán chỗ đó và mua chỗ khác ở chợ gần nhà để vợ đỡ vất vả nghe vậy tôi khá ủng hộ quyết định của các con nhưng tôi không ngờ rằng chính sự đồng tình này lại đẩy gia đình tôi vào tình trạng căng thẳng gặp biết bao nhiêu tình huống khó xử từ hồi về chợ gần nhà làm, con dâu tôi như cá gặp nước vì xung quanh toàn hàng xóm người quen. Bình thường con thiếu ý tứ đã đành, nhưng lại thêm tật thường xuyên để mồm đi chơi xa thì đúng là khó có thể chấp nhận được. Chuyện gì của nhà ai, con dâu cũng hống cho bằng được, rồi về nhà kể đến mức tôi đau cả đầu, không muốn nghe chút nào. Và ngược lại, đương nhiên chuyện trong nhà tôi cũng cái chợ không ai là không biết gia đình đằng chồng tôi tranh chấp đất cát, vợ chồng con trai cả cãi nhau, hay thậm chí chuyện tôi bị đi ngoài mấy ngày, từ bé tới lớn, dường như hàng xóm, những người buôn bán ngoài chợ đều biết hết. Tôi cứ bước chân ra đường là y như rằng có người này hỏi thăm, người kia quan tâm, quá bực tức, về tới nhà tôi mắng cho con dâu một trận. Biết mình sai, con dâu liên tục khóc lóc xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Đi kể chuyện linh tinh nữa, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ được mấy hôm đỉnh điểm tuần trước đi ra ngoài ngõ Tôi bị bà hàng xóm mắng xối xả vô mặt Bà ta nhìn tôi rồi chửi thẳng mặt Là hàng xóm với nhau bao nhiêu năm Tôi không ngờ bà lại là loại Lắm mồm tộc mạch như vậy Đã không biết gì thì đừng có đưa chuyện Đặt điều cho nhà người khác Gia đình bà cũng chẳng tử tế gì đâu mà ra vẻ Đúng là xui tám kiếp mới phải làm hàng xóm với nhà bà Đủ mọi ngôn từ kinh khủng nhất mà tôi đều phải nhận Sau một hồi Quá sửng sốt, bất ngờ và cãi nhau qua lại Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nguồn cơn của việc này không đâu khác chính tự con dâu của tôi chẳng là sống ở phố này lâu năm ai cũng biết con gái bà hàng xóm ngoại tình sau đó bị chồng bỏ và về sống tại đây tuy nhiên biết vậy thôi chuyện này không ai dám hỏi hang hay bàn tán gì một lần vợ chồng tôi ngồi xem phim có tình tiết liên quan đến người thứ ba nên nhân tiện nói về con gái bà hàng xóm cũng chỉ là những người nhà trong nhà nói chuyện với nhau đơn giản thôi ai ngờ đâu con dâu nghe được đi buôn chuyện với khắp cả chợ đến nước này tôi không thể chịu đựng được nữa rồi Tại sao tôi lại có một người con dâu vô duyên quá mức như thế này Làm xấu hổ cả gia đình tôi hết lần này tới lần khác Tôi nhận ra tôi không bao giờ có thể hòa hợp với cô con dâu này Tôi có mắng mỏ hay hợp gia đình bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi Tôi cũng không thể vô lý bắt hai vợ chồng con trai Đang hạnh phúc phải ly hôn được Do đó tôi chỉ còn cách duy nhất là bán nhà Tôi cho con trai cả phần ít Con trai út phần nhiều mà mua nhà Còn vợ chồng tôi ở riêng không liên quan đến đứa con nào hết cũng bớt chuyện trò tâm sự để tránh rắc rối thỉnh thoảng có việc cần các thành viên tụ họp lại vậy thôi chưa tôi quá mệt mỏi rồi mọi người nghĩ giải quyết như này có ổn không chứ tôi là tôi quá mệt mỏi với cô con dâu này rồi đấy công nhận là trong đời có nhiều chuyện hiểu lầm khiến ta thấy tiếc thật cái chị hiểu cảm giác vì định kiến mà hiểu sai một người rồi sau đó để hụt mất người ấy là thế nào không tôi đã để hụt mất một anh đẹp trai cách đây hai năm đó chỉ vì tôi nghĩ anh ta là một thằng bủng xỉn Giờ thì tôi hối hận lắm rồi đây này Anh đẹp trai mà tôi định kể tên Việt Năm nay 32 tuổi quê ở phố biển Hải Phòng Hồi anh mới vào làm chung công ty Hội chị em đồng nghiệp xung quanh Đều suýt xoa vì ngoại hình như ca sĩ của Việt tóc tai bóng lộn, ngày nào cũng mặc sơ mi đi giày tay, đến đúng giờ và về cũng đứng giờ luôn. Chưa bao giờ thấy việc lệch khỏi thời khóa biểu, anh ta luôn làm tốt mọi việc được giao, lại còn thân thiết với tất cả mọi người. Thành ra đám bày râu trong công ty ghen tị với việc, còn hội chị em thì ước có một anh bạn trai giống vậy. Tại sao lại ước có bạn trai giống việc mà không phải là việc? Đó là bởi vì chúng tôi phát hiện ra việc có một thói quen rất kỳ cục, nói thẳng ra là biểu hiện của sự ki bo. Công ty tôi có một bếp ăn tập thể trên tầng thượng, trưa nào cũng phát cơm miễn phí cho nhân viên, nên mọi người có thể mang phiếu ăn lên tận hưởng thoải mái từ 12 giờ đến 13 giờ 30 Trên đó còn có quầy nước uống khá là ngon. Chúng tôi có thể mua nước ép trà mang đi nên hầu như cả công ty đều tụ tập ở đó mỗi ngày. Đa số chúng tôi đều dùng bữa trưa trên bếp tầng thượng, nhưng thi thoảng một tuần có vài buổi chúng tôi rủ nhau ăn ngoài cho vui. Nhưng riêng việc thì khác, anh ta dù bận rộn đến mấy hay có những hôm phải đi gặp đối tác, khách hàng, anh ta vẫn chạy như bay về công ty bằng được để ăn cơm miễn phí. Có hôm việc đi dự hội thảo với sếp, chúng tôi kinh ngạc. Khi thấy 13 giờ 20 phút, anh ta đã xuất hiện ở căng tin, chạy hồng hộc thoát mồ hôi đến để xin một khay cơm. Việc còn nổi tiếng kêu kiệt vì một thói quen khác, đó là không bao giờ tiêu tiền linh tinh mua đồ trên mạng, không bao giờ oi đồ đồ uống buổi chiều chung với cả văn phòng, và đặc biệt không bao giờ bỏ 2.000 để ngồi uống một cốc trà đá. Nhớ lần đó, mưa gió to, chị Hoa bị ướt bẩn hết đồ rồi chân tay, chỗ chị lại ngồi cạnh việc, nên chị có quay qua xin anh một ít giấy để lau giày. Cứ tưởng anh sẽ hào phóng cho mượn bịch giấy ăn mềm mại Thì vải cái trưởng Anh lôi ra ở đâu đó một tập giấy in lỗi Rút ra từ đó vài ba tờ sọt soạt, soạt vo tay cho nát Để mềm hơn Rồi đưa cho chị bảo Ba tờ có mà lao thừa chị nhỉ Hết bảo em, em cho thêm Chu cho mà ơi giấy in vừa thô vừa cứng Giờ đưa người ta lau tay lau chân là đùa hay thiệt vậy Lao thế chỉ tổ bẩn thân thôi Chị Hoa mặt nhăn như trái táo tàu, nhưng bà giữ ý nên chỉ cười nửa đùa nửa thật bảo. Eo ơi cho nhiều thế, vừa đẹp trai vừa vui tính chị xin sau đó thì lẩn lẩn ra sau nhà vệ sinh rửa cho nhanh nhưng điều đó chưa là gì so với việc hôm đi cổ chị thanh trưởng bộ phận cái này là do việc sơ suất nên em thấy thôi hôm cổ đó mọi người có rủ nhà tập trung ở công ty rồi cùng đi mỗi người thống nhất phong bì năm trăm nghìn vì cổ chị cũng to cả đồng nghiệp thân thiết nữa giờ hiếm ai ăn cổ hai trăm lắm việc nghe vậy có vẻ ngập ngừng nhưng sau rồi nhất trí chả hiểu anh nhất trí kiểu gì mà lúc sau em đang đứng ngoài ban công tầng hai nghe điện con bạn gọi Vừa nghe vừa ngắm cảnh thì giật mình, thấy bóng việc lắp ló sau chậu trúc cảnh ở đầu nhà xe. Trong tay anh là phong bì đi cổ chị Thanh chiều nay, tưởng anh đứng bỏ tiền đi cổ vào phong bì. Ai vậy anh đứng lôi ở trong phong bì đó hai tờ 200 và một tờ 100 ra, đếm rồi rút một tờ 200 cất vào túi, 300 để lại phong bì. Ôi trời ơi, bó tay luôn, đến cả tiền ăn cưới cũng bớt còn 300, phải lén ra chỗ vắng rút sợ đồng nghiệp đánh giá trong cái dáng vẻ ki bo hèn hèn của anh ấy, em thấy cũng tội tội cho vợ tương lai của anh vì lấy phải anh sống cùng nhau chỉ có khổ thôi bóp mồm buộc bụng cả đời chứ anh đó thì em thấy không tội tí nào em chê đó chỉ là hai ví dụ điển hình chứ để vạch tóc tìm trận thì mai cũng không kể hết tóm lại tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh công việc ăn cơm free và đi về nhà chưa bao giờ thấy việc đi du lịch chứ đừng nói là tiêu tiền vui chơi hàng ngày thế nên dù việc có đẹp trai lịch lãm thì các cô gái cũng tránh xa không dám nghĩ đến chuyện sẽ nảy sinh tình cảm với một gã độc thân keo kiệt như vậy suốt hai năm làm chung việc thường xuyên trở thành đề tài nói xấu sau lưng của cả văn phòng anh ta trở thành nhân vật huyền thoại ở công ty tôi cứ nhắc đến việc là người ở công ty khác cũng nhận ra bên đối tác cũng nhiều người biết tính tiết kiệm của việc đến mức mà họ không bao giờ mời anh ta đi ăn riêng đôi lần việc nhắn tin riêng ngầm tỏ ý thích tôi nhưng mà tôi luôn phớt lờ và chẳng thèm rép lại rồi đến hôm qua khi vừa ngủ dậy tôi duỗi mắt không tin nổi khi thấy việc đăng Facebook khoe mới mua căn chung cư cao cấp 2 phòng ngủ và dọn vào ở được một tháng rồi. Và chung cư anh ta ở thì có giá là khá là đắt, nằm ở gần trung tâm thành phố, cũng gần văn phòng nên đi lại rất tiện. Lướt bình luận thấy bao nhiêu người ngạc nhiên giống tôi, hỏi việc lấy tiền rồi ra mua và mua từ bao giờ, thì việc vui vẻ trả lời anh ta mua bằng tiền tiết kiệm. Đến chiều qua tranh thủ của cuộc họp online, họp xong mọi người xúm vào hỏi việc xem kinh nghiệm mua nhà như thế nào. Anh ta đề kho nhà đơn giản nhưng khá đẹp, nội thất tối giản nhưng đồ nhập đắt tiền. 31 tuổi đã sở hữu nhà xịn giữa Hà Nội là giỏi rồi. Tôi im lặng chờ việc đáp, anh ta bảo bí quyết duy nhất là không tiêu tiền Vì chỉ có vài bộ quần áo, giày hai đôi, dép một đôi Một tuần đi chợ đầu mối một lần mua thức ăn cho rẻ Gạo bố mẹ gửi lên, anh tự nấu cơm và không bao giờ đi chơi hay shopping gì cả Dịp duy nhất anh ta chịu bỏ tiền là Tết và mừng tuổi bố mẹ Còn lại vì không bao giờ đi sinh nhật, đám cưới hay bất kỳ cái gì đụng đến tiền Nghe việc chia sẻ xong chúng tôi ai nấy được im lặng như tờ Anh ta còn tiết lộ mua nhà xong vẫn còn vài trăm triệu trong tài khoản Việc dự định hết năm nay sẽ mua thêm một chiếc ô tô Khi nào sắm xong xuôi anh ta sẽ nghĩ đến chuyện cưới vợ Và tận hưởng cuộc sống riêng không cần phải tặng tiện chi tiêu Các chị đồng nghiệp của tôi bắt đầu quay ra khen việc giỏi Đàn ông mà có chí, giỏi kiếm tiền lại biết thu vén khéo còn hơn cả phụ nữ Tôi nghe mà thở dài Nghĩ nếu lúc trước được anh tỏ tình nếu mình chịu nhịn được tính keo kiệt của việc để yêu anh ta, có khi bây giờ tôi đã được ở căn chung cư đẹp đẽ trên tầng 32 kia rồi. Nhưng mà cái nết tôi xưa giờ vẫn vậy à, sống cho ngày hôm nay. Nên nếu chị em nào đam mê sống hôm nay để dành cho nay mai á, thì comment xuống dưới tôi cho info anh việc nha.